Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ngày vía thần tài năm Tân Sửu 2021, mua vàng thần tài online mùa dịch Covid-19. Huyện Lạc Sơn điểm đến của các nhà đầu tư. Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA thăm Iran nhằm tìm giải pháp tháo gỡ thế bế tắc liên quan công tác thanh tra các cơ sở hạt nhân của nước này. Sau đây là nội dung chi tiết. Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Tân Sửu 2021, vừa qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây trong toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Trong những năm qua, thực hiện phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình đã tổ chức trồng mới, khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ gần 150 hectare rừng các loại. Cùng với đó, từng cơ quan đơn vị đều có vườn cây, rừng cây và tham gia bảo vệ, chăm sóc rừng cây tại địa phương. Phong trào trồng cây trồng rừng của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần đem lại hiệu quả về kinh tế, đồng thời đã tạo ra cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp ở các cơ quan đơn vị. Năm 2021, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục tập trung đầu tư quy hoạch, trồng mới các vườn cây, rừng cây tại cơ quan đơn vị và các khu đất quốc phòng, đồng thời tiến hành chăm sóc, bảo vệ tốt các vườn cây, rừng cây hiện có và tổ chức trồng mới hàng trăm cây xanh các loại tại doanh trại các cơ quan đơn vị. Vụ đông xuân 2020-2021, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 64.000 ha cây hàng năm. Theo thống kê, có khoảng gần 3.900 ha đất gieo trồng có khả năng bị hạn, trong đó 2.100 ha lúa, trên 1.200 ha màu, 509 ha cây ăn quả, cây lâu năm. Các địa phương đã chuyển đổi hơn 1.000 ha lúa sang trồng cây màu khác. Theo đánh giá của các huyện, thành phố, tình hình tích nước ở các hồ chứa trên địa bàn tỉnh sau mùa mưa năm 2020 sấp xỉ so với năm 2019. Tuy nhiên, lượng nước tại các hồ chứa bị tổn thất lớn do thấm và bốc hơi nên giảm đáng kể, đặc biệt là các công trình thủy lợi bị xuống cấp hư hỏng, gây rò rỉ thẩm thấu lớn. Để đối phó với nguy cơ hạn hán vụ đông xuân 2020-2021, các địa phương trong tỉnh cần thực hiện tiết kiệm nước, phân phối nước hợp lý để đảm bảo cung cấp đầy đủ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, bố trí cây trồng phù hợp với khả năng nguồn nước, tăng cường nạo vét kênh mương để tận dụng tối đa nguồn nước, giảm thất thoát lãng phí nước, triển khai sâu rộng có hiệu quả chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt 1 và đợt 2 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, ngày vía thần tài năm Tân Sửu 2021 rơi vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo tìm hiểu của phóng viên thời sự, không ít người dân đã chọn cách mua vàng thần tài trực tuyến thay vì xếp hàng ngồi đợi tại cửa hàng. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Cũng như mọi năm, cứ đến ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch, chị Quách Khánh Hương ở tổ 7 phường Phương Lâm đều đi mua vàng thần tài để lấy may mắn đầu năm. Nhưng năm nay do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên thay vì đến trực tiếp tại cửa hàng, chị lựa chọn mua vàng online của các địa chỉ cửa hàng vàng uy tín. Với hình thức mua bán vàng online, những khách hàng như chị Hương có thể chủ động được thời gian giao dịch, mua bán vàng khi đang ở bất cứ đâu, giúp tiết kiệm được cả thời gian và tiền bạc, tránh được cảnh phải xếp hàng mua bán. Tôi thấy là mua hàng online thì cũng rất là tiện lợi, không cần phải đến cửa hàng mà mẫu mã cũng rất là phong phú, đa dạng. Nhiều cửa hàng uy tín thì cũng cho đổi những cái mẫu mã rất là phù hợp. Mặt khác thì mua online cũng tránh được dịch bệnh COVID-19 nên cũng rất tiện lợi. Nắm bắt được xu hướng năm nay, nhiều khách hàng sẽ mua vàng không như truyền thống nên nhiều cửa hàng vàng trên địa bàn thành phố Hòa Bình cũng thay đổi mẫu mã, phục vụ thị hiếu của khách hàng mua hàng qua dịch vụ online hay các trang mua sắm điện tử nên giữ được lượng khách ổn định. Bên cạnh đó, đối với khách hàng đến mua trực tiếp tại cửa hàng, nhiều cửa hàng đã chủ động phòng chống dịch COVID-19 như nước sát khuẩn, khẩu trang, phục vụ sẵn cho khách. Ngày vía thần tài hàng năm thì khách hàng dồn vào mua tất trong một ngày. Và đặc biệt năm nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, do đó khách hàng cũng có những cái nhận thức và cái bảo vệ rất là tốt. Thông thường khách đã mua giải ra trong 3 ngày trước đó. Và ngày hôm nay khi khách đến thì tôi có quan sát là 100% có đeo khẩu trang. Và khi công ty có yêu cầu là xịt khuẩn tay trước khi vào thì khách hàng cũng rất là tuân thủ. Và với một cái tâm trạng may mắn của đầu năm, tôi cảm nhận thấy cái việc mà người dân chú ý đến phòng dịch như thế này rất là tốt cho cộng đồng. Theo đánh giá của các chủ cửa hàng vàng,
thì giá vàng trong nước những ngày qua liên tục giảm nhẹ. Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 khiến cho kinh tế gặp khó khăn nên việc kinh doanh chậm hơn mấy năm trước. Nhiều người dân kỳ vọng ngày vía thần tài năm nay sẽ mang đến nhiều khởi sắc và an toàn hơn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Lạc Sơn có chuyển biến tích cực. Tiềm năng thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực dồi dào tại địa phương đã và đang hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng cũng đã được địa phương từng bước tháo gỡ. Qua đó, huyện Lạc Sơn đang đón cơ hội rộng mở và ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu, triển khai đầu tư tại địa bàn. Không bao lâu nữa, toàn bộ diện tích này của xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn sẽ hình thành lên một khu đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái quy mô, hứa hẹn mang đến những thay đổi mạnh mẽ về diện mạo vùng nông thôn. Đây không những là dự án trọng điểm của huyện mà còn của cả tỉnh Hòa Bình. Dự án tổ hợp khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp của tập đoàn Sun Group sẽ được đầu tư xây dựng tại đây. Hiện dự án đang trong quá trình nghiên cứu khảo sát, tổng diện tích của dự án lên tới gần 1.000 ha. Tuy nhiên, để dự án sớm được hiện thực hóa, xúc tiến triển khai, công tác giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn đầu tiên, khó nhất cần tháo gỡ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Đối với chính quyền địa phương ấy thì là tổ chức các cái buổi làm cái công tác tuyên truyền đối với bà con đấy của xóm thung 1, thung 2 và một số cái xóm có các cái nhà đầu tư chuẩn bị các cái dự án vào, làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động bà con để bà con ấy có tạo điều kiện cho các cái nhà đầu tư để giải phóng được cái mặt bằng. Thì đối với chính quyền địa phương thì cũng tạo mọi cái điều kiện tốt nhất để các cái dự án thu hút các cái dự án và đầu tư vào đối với xã Quý Hòa. Hiện nay trên địa bàn huyện Lạc Sơn có 25 dự án với tổng số vốn đầu tư là 596,7 tỷ đồng. Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 1.258 ha. Trong đó 14 dự án đã triển khai hoàn thành và đi vào hoạt động. Năm 2020 được xem là năm đột phá trong thu hút đầu tư của huyện Lạc Sơn khi đã có 8 doanh nghiệp khảo sát lập dự án đầu tư thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch. Để các dự án sớm đi vào hoạt động, huyện đã tạo điều kiện một cách tối đa, đặc biệt là giúp doanh nghiệp thỏa thuận xong với các gia đình có đất nằm trong dự án, bàn giao toàn bộ diện tích cho đơn vị để thực hiện các thủ tục tiếp theo với các sở ngành. Với sự quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các nguồn lực thế mạnh của huyện được tích cực phát huy, đưa Lạc Sơn trở thành điểm sáng thu hút đầu tư của tỉnh. Thứ nhất là huyện chủ động tiếp cận với một số nhà đầu tư tiềm năng, để tiếp cận rồi vận động giới thiệu cái tiềm năng thế mạnh của huyện, như là giới thiệu về cái tiềm năng về đất đai. Nên huyện Lạc Sơn là có nguồn đất đai là còn tương đối dồi dào, rồi tiềm năng về du lịch, có các cái vùng cao, vùng đồng bào người Mường còn đến cái tỷ lệ người Mường chiếm rất là cao, nó mang cái văn hóa văn hóa đặc trưng của người Mường, rồi các cái di tích lịch sử văn hóa. Đặc biệt là cảnh quan thiên nhiên và vùng cao khí hậu ôn hòa là cái tiềm năng về du lịch. Về nguồn lực thế mạnh của huyện là rất đáng kể với diện tích đất tự nhiên lớn, người trong độ tuổi lao động chiếm gần 60% trong tổng số 14 vạn dân. Hàng năm có khoảng 10 vạn lao động trong độ tuổi đi làm ăn xa tại các tỉnh thành phố trong nước. Trên địa bàn có hệ thống đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 12B, 12C chạy qua, cửa ngõ giao thương hàng hóa giữa các tỉnh Tây Bắc và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ. Hiện nay, địa phương đang tập trung thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, không những giải quyết được khâu khó nhất, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, huyện còn luôn sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư, tháo gỡ mọi thủ tục vướng mắc khác để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại địa phương. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, tỉnh Hòa Bình phát triển hạ tầng giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Huyện Tân Lạc tìm hướng đi riêng trong phát triển nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh. Bên cạnh việc phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, thì công tác phát triển giao thông nông thôn cũng được chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm, thực hiện hiệu quả, góp phần quan trọng trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Công trình đường giao thông nội đồng của xóm Khả, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có tổng chiều dài khoảng 1.200 mét với tổng nguồn vốn 7 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi làm chủ đầu tư. Do công trình nằm trong khu vực sản xuất tập trung có tổng diện tích trên 51 hectare của nhân dân xóm Khả, nên trong quá trình thi công tuyến đường này, người dân rất đồng lòng, sẵn sàng góp ngày công hiến đất, tạo điều kiện thuận lợi để thi công công trình. Tuyến đường này cũng giúp cho bà con xóm Khả là đi lại thuận tiện, vận chuyển các loại phân, bón để thuận tiện hơn để chăm sóc cây màu trong cánh đồng. Được cái đường bê tông mới, bà con rất phấn khởi, tích cực hiến đất. Đấy, có chỗ nào vướng mắc thì bà con là cũng tạo điều kiện cho xóm và cho chủ đầu tư và cho bên thi công để mà thuận tiện. Với việc đầu tư và đưa tuyến đường giao thông nội đồng vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng với các địa phương, các tuyến đường không chỉ giúp cho việc đi lại thuận tiện hơn mà còn giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất. Tháo gỡ cái khó khăn và đồng thời những cái xã đơn vị hành chính cũ thì tiếp tục hưởng cái chính sách đặc thù là đầu tư về cái cơ sở hạ tầng theo từng vùng miền theo hưởng theo chính sách của chính phủ. Thì đến nay về cái đường giao thông và đường nội đồng và đồng thời nó là cái công trình thủy lợi thì cũng đã được đầu tư cơ bản và đồng thời người dân cũng đi lại rất là thuận tiện và đồng thời thuận lợi cho cái công tác canh tác sản xuất trên địa bàn. Với nguồn lực được huy động từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn và các nguồn tài trợ ODA, đặc biệt là sự quan tâm đóng góp nguồn lực trong nhân dân. Năm 2020, tổng số km đường giao thông nông thôn được cứng hóa bằng bê tông xi măng và đá xăm láng nhựa trên địa bàn tỉnh đạt trên 300 km, tổng kinh phí huy động gần 850 tỷ đồng, trong đó huy động trong nhân dân trên 32 tỷ đồng. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn nhiều nơi trên địa bàn tỉnh ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Tỉnh thì lại có cái chủ trương là tập trung phát triển những cái công trình trọng điểm, nhất là những công trình giao thông đến các vùng du lịch, rồi những cái vùng động lực, rồi những cái vùng phát triển kinh tế. Cũng thấy đây là cái mong mỏi của bà con, và hai nữa là cái động lực phát triển chung, trong đó có một cái phần của doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp tập trung tất cả các nguồn lực vào để hoàn thành sớm những cái công trình giao thông trọng điểm. Trong năm qua, hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn tại tỉnh Hòa Bình đã có nhiều khởi sắc. Hàng trăm công trình đường giao thông nông thôn được xây mới, cải tạo, nâng cấp, góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề dân sinh, kết nối cộng đồng dân cư, phục vụ đời sống sản xuất kinh doanh cho người dân. Việc phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông trong năm 2020 sẽ tạo tiền đề vững chắc để tỉnh Hòa Bình hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới và hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm mới 2021 và những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, huyện Tân Lạc đã tích cực xây dựng vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, định hướng tổ chức sản xuất và tiếp cận thị trường với những sản phẩm đặc sản truyền thống có chất lượng và giá trị gia tăng cao. Đây được coi là giải pháp quan trọng để huyện Tân Lạc phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Những năm gần đây, xã Đông Lai được biết đến là một trong những địa phương đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thay cho những cánh đồng mía trước đây, giờ đây người dân đã chủ động trồng những cây có giá trị kinh tế cao. Cùng với việc mở rộng diện tích bưởi đỏ, xã Đông Lai đang tập trung phát triển trồng cây thanh long trái vụ, một loại cây trồng không mới nhưng cách làm mới và phù hợp với đồng đất nơi đây. Bưởi là sản xuất theo hướng Việt Gáp và hướng hữu cơ. Vâng, thì bây giờ là bưởi ấy, thì là trên tổng là hơn 220 ha thì theo hướng Việt Gáp thì là trên 100 ha là theo hướng Việt Gáp. Còn lại là theo hướng hữu cơ là trên 50 ha là các nhóm hộ là theo hướng hữu cơ là xen lẫn với nhau. Còn cái thanh long này là cũng mới phát triển 1-2 năm nay thì cũng đang định hướng là theo hướng hữu cơ để nó khoảng độ rơi vào khoảng độ tầm 10 ha. Huyện Tân Lạc có diện tích đất nông nghiệp trên 8.600 ha, có nhiều lợi thế trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Để phát huy thế mạnh trong sản xuất nông lâm nghiệp, huyện Tân Lạc đã chủ động quy hoạch sản xuất nông nghiệp theo đặc trưng của địa phương. Mục tiêu của huyện là nâng cao giá trị ngành nông nghiệp bằng cách tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của nông sản, tiếp tục xây dựng các chuỗi tiêu thụ sản phẩm của địa phương, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phấn đấu đưa giá trị canh tác đạt trên 120 triệu đồng một hectare một năm. Nông nghiệp tập trung
Trên địa hình xã vùng cao là có cái kiểu khí hậu rất là tốt, thì chính vì thế là cái các loại rau củ quả trên địa bàn huyện Tân Lạc, trên địa bàn các xã vùng cao ấy thực hiện, nếu chúng ta thực hiện tốt ở trên các xã vùng cao thì lĩnh vực này tôi nghĩ là rất là thành công. Và đặc biệt các xã vùng cao để có cái cây quýt quả cổ của xã Nam Sơn ấy, thì mấy năm nay là người dân trồng và phát triển rất là tốt. Được biết, huyện Tân Lạc quy hoạch phát triển vùng sản xuất cây có múi với diện tích 1.200 ha ở các xã dọc quốc lộ 12B, vùng sản xuất rau an toàn, rau ôn đới trên 1.000 ha tại các xã vùng cao. Để phát triển một nền nông nghiệp nâng cao giá trị và bền vững, huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tiếp tục thay đổi tập quán canh tác của nông dân, đồng thời tập trung xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và chú trọng việc bảo hộ, tạo sức cạnh tranh trên thị trường cho những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 20 tháng 2, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và 9 bộ trưởng trong nội các của ông đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Trong 4 ngày tranh luận trước cuộc bỏ phiếu, các nghị sĩ đối lập đã chỉ trích ông Prayut và một số bộ trưởng về việc xử lý không hiệu quả việc phân bổ ngân sách và các biện pháp kinh tế để xử lý tác động của đợt bùng phát dịch COVID-19, cũng như sự chậm trễ trong việc tiêm chủng vaccine COVID-19. Chính phủ đã bác bỏ những cáo buộc này và nỗ lực bảo vệ những chính sách và chiến lược của mình. Để đề nghị bất tín nhiệm, cần có sự ủng hộ của ít nhất 244 nghị sĩ mới được thông qua. Tuy nhiên, trong tổng số 487 nghị sĩ tham gia buổi bỏ phiếu, chỉ có 206 người ủng hộ đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Prayut. Trong khi đó, có tới 272 thành viên Quốc hội bác bỏ đề nghị này. Đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với 9 thành viên khác trong chính phủ của ông Prayut cũng đã bị Quốc hội bỏ phiếu bác bỏ với đa số phiếu. Chiến thắng của chính quyền Thủ tướng Thái Lan diễn ra vào thời điểm các cuộc biểu tình bùng phát trở lại sau thời gian tạm lắng do làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Người biểu tình đã tụ tập bên ngoài trụ sở Quốc hội để chờ đợi kết quả và họ đã lên kế hoạch biểu tình lớn hơn. Ngày 20 tháng 2, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi đã tới Tehran trong chuyến thăm Iran nhằm tìm giải pháp tháo gỡ thế bế tắc liên quan công tác thanh tra các cơ sở hạt nhân của nước này, vốn đã được nhất trí theo thỏa thuận Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện JCPOA. Tehran đã cảnh báo rằng họ sẽ chặn các cuộc kiểm tra nhanh của IAEA từ thứ Ba tới, trừ khi các lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ bỏ. Chuyến thăm của Tổng Giám đốc IAEA là để tìm kiếm một giải pháp được cả hai bên nhất trí giúp IAEA có thể tiếp tục công tác xác minh cần thiết. Tổng Giám đốc Grossi dự kiến gặp người đứng đầu bộ phận hạt nhân của nước này, ông Ali Akbar Salehi, trong ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, ông Salehi nói với hãng thông tấn Fars rằng Tehran sẽ ngăn chặn các hoạt động như vậy vì lệnh trừng phạt của Mỹ vẫn đang được áp dụng. Các nước phương Tây bày tỏ lo ngại rằng giới hạn này sẽ gây khó khăn cho việc xác minh xem Iran có đang sử dụng công nghệ này cho mục đích quân sự hay không. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden đã tuyên bố thảm họa đang hiện diện tại bang Texas và ra lệnh giới chức liên bang hỗ trợ nhằm bổ sung cho những nỗ lực hồi phục của chính quyền bang này tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng bởi các cơn bão tuyết từ hôm 11 tháng 2 tới nay. Quyết định này của ông Biden nhằm mở đường cho sự hỗ trợ của chính quyền liên bang. Sự hỗ trợ có thể bao gồm các khoản trợ cấp để sửa chữa nhà ở và xây dựng các nhà tạm, các khoản vay chi ưu đãi nhằm bù đắp cho những tổn thất về tài sản không được bảo hiểm, và một vài chương trình khác nhằm giúp các cá nhân và chủ doanh nghiệp phục hồi sau những ảnh hưởng của thiên tai. Trong hơn một tuần qua, đợt bão tuyết lịch sử đã khiến khu vực miền Trung nước Mỹ vốn không quen với điều kiện khắc nghiệt, trải qua các hiện tượng thời tiết như ở Bắc Cực. Chỉ tính riêng ở Texas, trong vài ngày qua, đã có hàng triệu người phải sống trong cảnh không có điện. Các quan chức cảnh báo rằng, tình trạng mất điện vẫn có thể xảy ra trong vài ngày tới. Theo dữ liệu của tờ The Washington Post, gần 50 người đã tử vong liên quan đến các cơn bão tuyết trong mùa đông hoành hành nhiều bang của nước Mỹ. Chính phủ Nga đã phê duyệt loại vaccine coronavirus thứ ba được phát triển trong nước. Tại cuộc họp của chính phủ hôm thứ Bảy, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã thông báo về việc phê duyệt loại vaccine COVAX được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Khoa học Liên bang Chumakov của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Ông Mishustin nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển này, nói rằng Nga là quốc gia duy nhất có thể sử dụng ba loại vaccine được sản xuất trong nước.
Nước Nga lần đầu tiên phát triển Sputnik V, tuyên bố đây là vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Nga đã vận chuyển Sputnik V đến một số quốc gia sau khi phê duyệt vào tháng 8 năm ngoái. Tại cuộc họp hôm thứ Bảy, quan chức phụ trách phát triển của Viện cũng đã báo cáo kế hoạch đưa vaccine của mình ra thị trường toàn cầu. Nhưng Moscow đã phải đối mặt với những lời chỉ trích trong và ngoài nước rằng họ đã không công bố đầy đủ dữ liệu lâm sàng. Theo trang Worldometer, ngày 20 tháng 2, thế giới có thêm 367.761 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên hơn 111,6 triệu ca. Số ca tử vong toàn cầu do đại dịch là hơn 2,47 triệu ca, gồm hơn 8,4 ngàn ca mới. Trong khi đó, hãng tin AFP tổng hợp nhiều nguồn tin cho biết, tính đến 17 giờ ngày 20 tháng 2 theo giờ Việt Nam, đã có 201.042.149 liều vaccine được tiêm chủng tại ít nhất 107 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó G7, nhóm các nước công nghiệp phát triển, chỉ chiếm 10% dân số thế giới, lại chiếm tới 45% tổng số mũi tiêm. AFP nêu rõ con số thống kê này không bao gồm số liệu mới nhất từ Trung Quốc và Nga, hai nước ngừng công bố kết quả của các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trong vài ngày gần đây. Cũng liên quan đến cuộc chiến chống COVID-19, hiện nhóm G7 đã cam kết chia sẻ số lượng vaccine công bằng với những nước đang khó khăn chống đỡ với dịch bệnh này. Cùng với đó, họ cũng có kế hoạch tăng gấp 2 lần số tiền đóng góp cho các chương trình vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu, trong đó có chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới lên 7,5 tỷ USD. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và kênh YouTube HBTV.